Chị Phương với anh Chiết ơi, hai vợ chồng chị ở nơi phương xa. Chị thương cho những mảnh đời khó khăn. Ngày hôm nay em mang món quà này của anh chị là 300.000. Vào tháng 8 năm 2024 ngày hôm nay, đến với hoàn cảnh của cô Đủ. Cô Đủ là mẹ của em Giang. Em Giang bị tật, anh chị nằm một chỗ. Người mẹ chị Đủ thì cũng không có làm cái công việc nào để kiếm ra tiền hết. Anh chị ơi, mỗi ngày chỉ là chăm sóc con của mình. Thưa anh chị, nay bằng cái tình cảm yêu thương, vợ chồng của anh Chiết chị Phương quay về để giúp cho gia đình số tiền 300.000. Chị Đủ có gửi lời gì đến anh Chiết chị Phương ở bên nước Úc, chị Đủ chia sẻ. Em cũng trước hết anh Nam Mô Di Đà Phật, em cũng cảm ơn anh Chiết chị Phương để mà cho con em 300.000 để mua sữa. Chúng em rất cảm ơn nhiều. Tại vì cái hoàn cảnh của em nuôi con em từ hồi nào giờ bệnh tật chồng em bỏ tới giờ rồi mẹ con đùm trống là nuôi hai đứa con của em. Em rất cảm ơn chị nhiều, chúc gia đình chị được nhiều hạnh phúc để cứu giúp nhiều mảnh đời giống như em vậy nữa. Em rất cảm ơn nhiều. Dạ. Chị Đủ ơi, em hỏi là lúc mà chị mang bầu em Văn á, là có đi siêu âm là thấy tật hay là sao không chị Đủ? À, lúc đó là chị đang mang bầu nó. Dạ. Chị mang bầu nó là chị là gây lộn với thằng chồng chị. Dạ. Nó bỏ nó đi, cái sau chị sanh nó về 3 tháng nó trở về, nó rước về rảnh. Dạ. Về rảnh là thằng này bắt đầu bị sốt bại não là ở rảnh không có được, dù làm dâu mà dù giữ con bị mẹ chồng chị nó chửi, bà chửi với nó dù hơi lúa mà dù ẩm thằng này dỗ khóc. Rồi chị cũng không có nổi, thằng này bệnh quá rồi mới ôm đi về dưới đây là chạy tùm lum tùm la hết. Dạ. Đến cuộc mà nó cũng không có hết, kêu nó về nuôi phụ nó cũng không có về, nó bỏ luôn. Tới giờ bây giờ ôm con nuôi luôn á. Dạ, vậy là lúc đó em bé cũng bình thường. Bình thường. Dạ, sao là bị sốt bại liệt đó hai chị? Bị sốt bại liệt đó. Dạ. Ở một mình là nuôi, gửi cho ông ngoại bà ngoại. Dạ. Gửi cho bà ngoại giữ dòm đi làm kiếm tiền để điều trị của nó. Dạ. Điều trị cho nó. Lúc đó chị điều trị là ẵm con đi bệnh viện này. Ừ, ẵm con đi bệnh viện luôn. Dạ. Là cô nói lúc đó là chị ẵm nó xuống, hồi đó có bà chị ở trên đây, cháu bà cũng vậy, bà tưởng là suy dinh dưỡng. Chị xuống đường Tú Trương ở dưới thành phố, bao dạ. đơm đi dưới đi trạch ngày, bác sĩ nó nếu mà có trạch ngày chị cũng nhận cho, dạ. chị nuôi tự thiện luôn á, một tuần xuống thăm một lần, là tôi nuôi trong giùm luôn á. Dạ. Rồi bác sĩ mới ẵm nó lên, thấy giò nó ngón á, mà dạ. nó em bị bại liệt rồi, mà dạng nó nhẹ, em đi qua Minh Di Đồng bệnh, cái bao đơm qua chị qua Minh Di Đồng 1. Dạ. Bác sĩ mà nó uống lắm, nó nu thấy thương lắm, chị dạ. đẻ nó còn 300 gram nữa là 5kg. Ờ, dạ. Nó uống nu à, cái qua bệnh bác sĩ nói em bị sốt bại liệt, lên não, nó mới nhẹ, dạ. ráng điều trị nó đi. Mà nhưng một mình nó làm không có sẻ, dạ. lúc đó cũng có tiền, dạ. cũng có tiền ở nhà, một năm mấy, hai năm nhà giữ nó. Sau khi mà hết số tiền đó rồi á, là bỏ ra đi mằng đồ này, mằng kiếm tiền gửi cho ba chị ở nhà giữ, ông ngoại ở nhà giữ, dạ. kiểu ông ngoại già cho ăn thôi, dạ. không có chăm bóp sốc mà tập thiết bị liệu cho nó, như nhà mình dẫn nó đi, cái mình bóp mà dẫn nó đi vậy đó, dạ. cho nó quen. Là lúc đó là chị lo đi làm. Chị lo đi làm rồi, nó kiệt quệ xuống luôn. Ông tin hỏi hết sớm này, ai cũng nói thằng nhỏ rồi, dạ. thấy thương quá trời quá. Là ông ngoại không có bóp, ông ngoại chỉ để nằm một chỗ thôi hả chị? Bà ngoại bị mù rồi, đúng rồi, chăm sóc bà ngoại, chăm đến nay rồi thằng bé lớn đi học nữa, dạ. rồi ông ngoại đâu có làm được cái chuyện đó đâu. Rồi lúc chị còn tiền thì ở nhà chăm bóp sóc nó, dạ. cũng như chị cho uống thuốc đều đặn rồi, chị dẫn nó đi, chị bóp sóc nó, dẫn nó đi vậy nè. Ồ, dạ. Ở cái bước chân đi theo, dạ. cái bước đi theo của chị chợ bóp nó. Là đi. Lúc đó ở bệnh viện về cũng đi được. Cũng đi được, dẫn dạ. nắm tay nó đi được. Dạ. Cuối cùng là hết số tiền đó rồi, bắt đầu chị phải ra đi kiếm tiền tiếp tục nữa. Đi làm. Mà đi làm ở nhà đâu ai mà chăm sóc, năn nỉ thằng chồng chị về thôi, ông về á, ông không đi làm được thì cái ông ở nhà ông giữ tôi, chỉ ông nhà giữ cho nó, ông tặng dạ. được không? Nó bỏ luôn một thế, còn bỏ thế luôn, nhẫn tâm thì em bỏ thế bây giờ tưởng nó cuộc sống là sao, nó còn khổ hơn chị. Ừ, vậy hả? Dạ. Nó còn khổ hơn chị. Dạ. Nó khổ hơn chị nữa. Dạ. À, em Văn chị đó chị Đủ rồi à, mỗi ngày con của chị giống như tối có ngủ được không hay là chị cũng phải thức giấc luôn? Cũng thức chứ, có bữa dạ. có đêm thì nó ngủ được, có đêm thì nó ngủ không được, cũng phải thức với nó nữa. Vậy hả? Dạ. Thức với nó đó. Có đêm thì nó ngủ im, não nó cũng như cái não nó ổn định, dạ. cho uống thuốc ổn định lại thì tối nó ngủ được. Còn có đêm mà cũng như tháng đó mà kiệt quệ tiền á, dạ. không đủ thuốc cho nó thì cái tháng đó cũng hơi vất vả. À, vậy là mỗi ngày đều phải uống thuốc hay chị? Phải uống thuốc. Dạ. Nếu như gọi là tiền thuốc là trong một tháng là phải bao nhiêu tiền dạ chị?
uống nhến cũng như chị không có đi đến bệnh viện nữa, là cái quạt huyết dưỡng não á, một hộp nó là 100.000, nay lên 120 đồng là cho nó uống siết cái đó luôn, một ngày là hai lần, một lần là 4 viên. Cái dĩ thuốc nó bao nhiêu ngày là nó hết à? Nhưng mà chị tính tiền thuốc là tiền thuốc uống đó, đầy đủ luôn là bao nhiêu không chị? Đầy đủ luôn á, một tháng nó từ cỡ 1 triệu á. Dạ. 1 triệu nó vừa sữa vừa thuốc của nó luôn á. Dạ. Vậy nó vừa sữa vừa thuốc với ai mà cho thêm vài cái mua thêm cho nó nữa. Chị đủ à, mới coi giật mấy bữa nay nè. Mới coi giật, nó coi giật nó trận tấn tưởng đâu chết, cái thở một cái khì trở lại luôn. Tưởng luôn nó chết rồi đó. Tiền nó hột nó mà không có điều thuốc mà nó bị như thế vậy đó. Phải uống thuốc điều độ hay sao? Biết chuyện nào phải điều đạo cho nó, mà ăn uống rồi nó chăm sóc nó kỹ lắm. Người ta ai cũng khen hết. Người ta tán nhiều chỗ, nó trời cái ông đó còn ngầu lên ngầu xuống được mà vô nghe mùi hôi của con, nhà con bé đủ nó nuôi con nó sao mà rất sạch sẽ, con nó rất non nó nặng. Không có lỡ lối, còn ông kia mới đây cũng bị lỡ, nó bị gia đình không chăm sóc kỹ. Đúng rồi. Còn chị chịu cực chứ lắm. Chị chịu cực lắm, niệm chiếu rồi chị thay nó liền, cũng như cách 3 bữa là chị thay niệm tới chiếu, chị giặt, chị để cái khác lên cho nó vậy đó, hằng ngày không có mặt tả luôn. Vậy chị lốt nằm chị canh nó đái một cái này, chị lấy ra liền, chị đem giặt cái đó lên rồi lấy cái khác để vô, nó tối ngày vậy đó chị. Không ở không được cái giây lát nào hết đó, tối ngủ cũng phải canh nữa. Phải giật, phải canh cái giờ nó đái vậy, rồi dở mệt lên con có đái rồi mà thay cho nó, rồi nó rắm xuống niệm này nè. Sợ vậy đó. Đúng rồi, nếu mà không chăm sóc kỹ nó lỡ cái ngoài thuốc ngoài sao quá chị. Lỡ luôn, em biết sao không? Nếu không cho nó nằm niệm này thì nó nằm giặt giường không, đau lưng còn niệm nó lắm. Không, giờ mình ráng chịu cực cho nó nằm niệm, nó im vậy nè. Nó im vậy nó không có bị đau lưng nó. Chị ơi, mỗi ngày ăn uống là đút cơm hay là phải xay nhuyễn ra chị? Hay là đút sữa thôi? Cơm chứ. Cơm hay có canh. Giống như cơm là cũng nuốt được hả chị? Nó cũng dễ ăn chứ nó không khó. Nó khó ăn chứ người chị chết quá. Nó cũng dễ ăn. Cũng như cơm là đút nó nhai nó nuốt. Nhiều đứa bé như nó là không nuốt được. Nó nuốt được. Nhưng mà chị nói chuyện vẫn hiểu không? Biết, coi truyền hình cũng biết. Tại hồi đó là nó 10 tháng mấy nó mới bị. Là coi như là bỏ xuống giường vậy nè. Nó thấu tới cái thành giường, nó dịnh được cái là coi như nó lành cái giường nó phá vậy lắm. Ở trên bà nội nó lành qua được cái lu á, là nó dỡ nó lu ra, nó thấy chị ẩm nách nó cho lúa cho gạo cho gà vịt ăn á, nó biết cái tay nó biết, nó biết hay lắm. Nó bò lẫn luôn gạo, nó tóc lên vậy, cánh hút gạo nó qua nhìn cái bà nội nó la trời ơi, mà vô coi nó đầy đủ ơi, tao kỳ nó không có nổi. Nó tối luôn gạo luôn. Không phải tao tiếc mấy lon gạo này, mới mốt lon gạo lưng xuống mà mày mà không để ý nó thòng cái đầu trống nó chết trong luôn luôn. Không phải tao tiếc nó mấy cái lon gạo này. Nó khóc nó la gì lắm. Chị nó ra không có được. Chị phải dụ nó ẩm lên, nó đem ẩm con ăn suốt lon gạo, cái ra cho gà cho vịt ăn với mẹ nó mới nín. Ẩm nó lên suốt lon gạo ra là vậy, đưa cái tay vô cho nó hút có thải. Có thải thì nào hết lon nó mới im. Chứ không có thải thì chị bẩm sinh trong cái bụng mẹ ra. Ở nhà ba chị ổng không có ẩm, kiểu ẩm nấp như vậy như chị. Cái nhà ổng thọc cái nắp cho nè. Ổng thọc cái háng nó gồng cái dạng này, nó bệnh gồng. Thành nó tức cái gì luôn, nó gồng lên vậy nè. Nó gồng nó gệt vậy lắm, trong giò nó tréo qua nhà. Kéo hoài mình chứ hồi đó là nó có phải gì, không biết mấy tấm hình chị bỏ không. Còn nguyên nó thấy thương lắm. Hồi đó là không có chéo cái giò đâu hả chị? Không có giò, có 2 triệu. Ổng ẩm, ổng chịu ẩm nách lông lên. Cái ổng thọc ngán lắm vậy nè. Ổng rinh đi, bị nó uống nó mập quá thì ổng rinh nó nổi. Rồi cho nên ổng mới thọc chứ cái háng nó vậy nè. Ổng ẩm nó lên vậy mới nổi chứ đâu có mà ẩm nó được nổi. Nó uống như lắm, thấy thương lắm. Nói vô như đầm bác sĩ nói vậy, nói thiệt chị. Nói là chị ẩm nó, chị ngầu chị khóc ròng luôn. Chị khóc, chị không biết thở lên nổi luôn á. Nói giờ chị còn thương nó, chị còn khóc luôn, rớt nó mắt luôn á. Nó thích con mình như thế vậy, mình tự nhiên nó bị như thế vậy nè. Tụi với con mà chị ở gần nay, ta học trường ra đây học làm ngành làm nghề, mà nói gì nó làm vậy. Chị mà đi ra chị thấy cái thằng đó là nước mắt gì nó tuôn tuôn. Dạ, cũng bằng tuổi với con của chị á. Cũng bằng tuổi với con mình chị sanh trước chị 3 tháng. Sanh trước 3 tháng. Cùng một tuổi kiểu già tháng hơn một năm luôn. Giờ chị nói thật, dù chị thấy đó là chị muốn khóc. Tức là con mình của người ta học đại học ra nghề ra nghề con mình giờ bị sốt bại liệt nằm chỗ rồi chị ra mà chị thấy nó là chị khóc không nước mắt nó tuôn vậy nó tức rồi coi ai nó thấy cũng la cũng mắng chị gì quá trời mà chửi mà la mà mắng vậy lắm hồi nãy khóc chị thì cưng con chị trốn mới được đi về với đây với ba chị cũng không biết rằm tháng 10 vậy nè hả chán chứ để chúng đi làm mới trốn đi về với đây được mà qua cái tháng 7, tháng 8 trời mưa bão vậy nè khi mình ở cái xong mà cái nhờ bà chị ở gần giờ mới chị ba ơi lát ra vào nhà chị đưa em ra đồng hộ em bị dưới em chơi cái bạn hỏi mày có hỏi hải không nó có em hỏi ổng rồi ổng kia em đi từng lễ em xuống rước
à thôi chị ra bến xe nó biết ra nó không nói tới chị mà nó biết chị thương thằng này nè cái nó giật nhỏ này xuống xe nó trở lại lên ôm đi về cái chị cũng mang vỏ đồ trở lại kêu ôm chạy về thương ngõ không có được biết nó có chăm sóc con mình được bỏ lại đây nó bỏ thằng nhỏ này chết dù khổ đói cỡ nào cũng mang con cho mình được đi về tôi nói chị ra bến xe rồi chị sợ nó chạy theo nhưng họ nó bắt lại bà con nói chị ngồi trên xe cứ dùm chừng nó trái thằng ơi khách đâu lên cho đủ xe đặng chạy đi cái xe bên đây nó để nó chạy nó chị mừng trời đất ơi nói chị mừng là thoát được nó rồi là sợ. Cái đó là trốn đi về thăm ba đó hai chị trời ơi trốn lúc đó ổng biết nữa ổng đưa ổng sao không sợ ổng quanh với về đó ai ngờ chị về đó là bảo qua nhà ba chị mới lên hỏi ủa sao mà con tôi bồng trống con nhỏ đi về với đây vậy chị bà nói tôi cũng không biết ăn đủ nó trốn nó đi nữa tôi ra gà dịch qua nó thả thẳng lại tôi kêu đủ hơi đủ hở tôi sợ nó té với biền này chết tôi quành nó nắm trạm tôi kêu nó còn không thấy đâu mà gà chị tật tàng lan còn hai vỏ đồ tôi xé vô tôi thấy tiếp đồ của nó bỏ lên vỏ còn vỏ nó mang đi tôi biết nó trốn nó đi đâu nó trốn nó đi nói chung nó thôi tình cảnh chị nó cũng dài lắm nó dài lắm cũng nhiều mà gì ai biết đâu bởi đi dưới bởi quanh đầu về liền thấy nó bao xuồng qua là rung tê tái nó không sợ chị sợ đâu bởi vô mới làm rằm rằm hà có ông Hải nhà thì cũng đỡ đỡ không có thì bản má nó chửi chị chửi tới ba má chị luôn mà chị giấu về đây chị giấu ba má mà khúc đó chị về chị khổ lắm nè chị ở nhà lá chị đó sao không có được vô nhà ba chị luôn bồng con về ngay cái chỗ đá đó mà chị ở trong tình cảnh chị quá khổ rồi về nương tựa ba má nuôi con mà nếu mình đội đã bóng quá chẳng có được giờ nó khôn cảnh để khi nào có dịp nào đi để chị soạn mấy cái hình của nhà của chị vào đó chị đưa cho em coi cái nhà lá nó to hư tả luôn á mẹ con ở được mười mấy năm rồi hai mấy năm nay từ hồi đó được hai mấy nó hai mấy tuổi là hai mươi mấy năm á nó khổ thì chị không có dám nói chứ nói nào hắn chịu đựng tặng mà để vượt qua nuôi con khổ là cũng không không nói chị phải ra đi chứ chị đâu có nổi cái chồng chứ bà chủ thiết tặng ông bà cha mẹ của chị bà chủ vậy đó bà cực khổ chị lắm làm dâu mà nó cô bà chủ dữ lắm lúc biết chị không nổi chị trốn đi đi thì nó không cho chị đi đi thì nó không cho chị đi nó đòi năm rồi khép gì không chị đâu dám đi đâu lỡ mình không nhịn nó đổ năm rồi chết hoang mạng nữa thôi kệ nó đi để nó đi làm đi mình im nạ mình xuống để đi mình trốn đi mà cơn mưa tháng 8 đó, nó bão răng vậy đi trong cái bờ trạm mà đi ra sợ ông chích nó chị lấy áo mưa chị trùm hai con đội lên bộ ông nhiều lắm hả chị trong đó trạm thăm mà đi ra là cái bờ của con sông đó mà nó trạm không à cái lấy áo mưa chị trùm xuống vậy nè hai mẹ con lội ra cái đầu dạm nó được mà chị nó đưa ra ngoài đậu lộ kêu nó ôm bao ra bánh xe đứng xe nó hỏi anh ơi tấn con ổng nó chưa đủ khách em ơi ngậu chờ đủ khách nó chạy tôi nói mẹ ẩm thằng nhỏ chị ngó chị giờ bánh xe chị sợ không nhờ sợ nó giết thì nó bắt thằng con chị lại nữa cũng anh đầu trở lại nữa chị về với đây cái ông đã ôm ổng thấy vậy đó ổng xuống đầu giường vô nó thôi để anh chở vô nhà cho mưa ổng không lấy tiền nó ôm luôn ổng hỏi trên đường đi ổng hỏi thăm sao vậy đó nó qua ổng lấy tiền đưa mẹ con em về giùm luôn cái ổng đưa về nó thôi anh không lấy tiền người ta thấy tội nghiệp chứ nó hỏi cũng kể hoàn cảnh vậy đó ổng nói anh không lấy tiền đưa em về nhà chở để anh chở vô nhà cho mưa gió vậy được không có được cái chở vô tấn nhà luôn trả tiền nó ôm ổng có lấy ổng không cho em luôn để mua sữa mẹ em nữa chị Phương anh Chiếc ơi anh chị ở bên nước Úc mà ở xa anh chị thương cho hoàn cảnh của chị đủ nuôi con bị tặc á anh chị nên không có làm gì ra tiền đâu mà nhờ có món quà của anh chị ngày hôm nay trong tháng 8 năm 2024 giúp cho chị đủ có tiền để mua sữa cho con của chị đủ uống nguyện cầu xin Phật từ bi ban phước lành cho vợ chồng của anh Chiếc chị Phương nhiều bình an nhiều sức khỏe ở nơi phương xa vợ chồng anh chị làm ăn có lộc có tài để giúp nhiều hoàn cảnh hơn trong cuộc sống. Em cũng chúc cho chị đủ khỏe mạnh để chị đủ chăm sóc con của chị nha chị. Chị cũng cảm ơn em nhiều. Thôi, giờ em cảm ơn anh Chí cái chị Phương ở bên Úc giúp đỡ em về. Em rất cảm ơn dù cái này em rất quý trọng, rất trân trọng. Em cảm ơn anh chị nhiều. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ anh Phương. Em anh chúc anh chị rất nhiều sức khỏe nha. Đến đây anh chị thì nỗi lòng của chị đủ giống như tâm sự rồi rơi giọt nước mắt bởi vì cũng thương con của mình nhiều lắm anh Chiếc chị Phương ơi. Rồi chúc cho em Văn cũng khỏe mạnh thật là vui bên mẹ nha. Ở nhà vui với mẹ nha. Cười đó chị ơi. Đó. Dạ em chào chị đủ nha, chị đủ bye bye cùng với em nha. Bye bye.